Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 12 tháng 5 trên kênh VTC 14 đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa bà con, hiện nay nhiều diện tích lúa của người dân Bắc Giang đang bị nhiễm bệnh khô vằn khá nặng với hơn 1.200 hecta nhiễm bệnh, tỷ lệ trung bình từ 8 đến 10%, có nơi nhiễm cao 30 đến 50%. Bệnh tập trung ở các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Hiệp Hòa, Tân Yên. Thời tiết các tỉnh miền Bắc đang có mưa nắng đan xen nên nhiều bệnh lý có cơ hội bùng phát. Dự báo bệnh khô vằn và một số sâu bệnh khác như là đen lép hạt, tập đoàn dày tiếp tục phát sinh gây hại trên diện rộng trong thời gian tới. Đối với bệnh khô vằn, bà con có thể áp dụng những biện pháp phòng trừ như sau. Vệ sinh đồng ruộng, hủy bỏ tàn sư, cầy sâu vùi lấp hạch nấm. Bà con bón phân cân đối kết hợp bón kali và phân chuồng. Khi mới nhiễm bệnh thì bà con ngừng bón phân đạm, tháo cạn nước phơi ruộng vài ngày xong mới tháo nước vào. Phun thuốc kịp thời khi mà bệnh mới xuất hiện, phun từ 1 cho đến 2 lần, mỗi lần cách nhau 5 đến 7 ngày bằng các loại thuốc đặc hiệu. Hiệu quả nhất là phun vào giai đoạn trước chỗ từ 10 cho đến 15 ngày. Dự báo thì thời tiết miền Bắc sẽ tiếp tục những ngày có mưa nắng đan xen do sự tác động của nhiều hình thái. Trong ngày mai thì khối khí mát tiếp tục là nguyên nhân mang mưa đến cho khu vực này. Thời tiết vì thế cũng dễ chịu hơn khi mà nhiệt độ cao nhất ngày mai chỉ ở ngưỡng từ 31 đến 34 độ ở phía Tây và dao động từ 28 đến 31 độ ở phía Đông Bắc Bộ. Tuy nhiên do mưa xuất hiện trên nền nhiệt cao nên nhiều khả năng thì khu vực sẽ tiềm ẩn những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Vì vậy bà con vùng núi thì cần hết sức đề phòng và cảnh giác. Giải mây dông gây mưa cũng khiến cho thời tiết miền Trung có những thay đổi. Ngày mai thì mưa sẽ tập trung ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Trị. Nắng nóng tại khu vực thì cũng giảm bớt, nhiệt độ tại các tỉnh này giảm dần và cao nhất ngày mai cũng không vượt quá ngưỡng nhiệt là 33 độ. Còn lại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận ít chịu tác động của vùng mưa nên thời tiết ít biến đổi, trời vẫn có nắng nhiều và mức nhiệt trên toàn vùng vẫn lên cao từ 32 đến 35 độ. Ở phía Nam, tại khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ thì thời tiết vẫn duy trì tình trạng nắng nhiều với ngưỡng nhiệt trưa chiều tăng khá cao, phổ biến từ 35 đến 38 độ ở các tỉnh Nam Bộ và dao động từ 33 đến 36 độ ở các tỉnh Tây Nguyên. Về chiều tối thì những đám mây dông cục bộ kéo đến khiến cho bầu không khí tại khu vực thì có phần nhẹ dịu hơn. Tuy nhiên trong cơn mưa dông tiềm ẩn những trạng thái thời tiết nguy hiểm như là lốc xoáy, mưa đá, bà con cần hết sức đề phòng. Thời tiết các tỉnh phía Nam thì vẫn tiếp tục duy trì những ngày nắng hạn và thiếu nước sản xuất. Tình trạng này đang đe dọa đến vùng trồng chanh ở nguyên liệu ở Long An, vốn là cây trồng chính tại địa phương này. Do chanh bị cắt nước tưới nên sâu bệnh tấn công khá nhiều, nhưng người dân không dám dùng bất kỳ loại thuốc bảo vệ thực vật nào, bởi nếu dùng thuốc thì không có nước tưới phun xả, cây dễ chết. Trước tình trạng này, bà con có thể áp dụng các biện pháp như sau. Đối với những gốc chanh có tuổi đời lớn thì không tưới nước. Đối với những gốc mới trồng, bà con dùng dây nước nhỏ tưới theo kiểu nhỏ giọt, vừa giúp tiết kiệm nước, vừa giúp cho chanh hấp thu nước tối đa. Bà con phối hợp cùng với địa phương xây dựng các cống ngăn mặn tại mỗi đầu các kênh rạch để vừa ngăn vặn vừa tích trữ nước ngọt để tưới cho cây. Và tiếp theo, bà mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh cho cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 34 độ. Độ trung bình 77-82%. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cần cảnh giác với tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23 đến 26 độ, cao nhất là từ 28 đến 31 độ, độ trung bình 80-85%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cần cảnh giác với tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất sẽ dao động từ 25 đến 28 độ, cao nhất là từ 30 đến 33 độ, phía Nam có nơi trên 33 độ, độ trung bình 75-85%. Lưu xuống các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ, phía Bắc có nơi lên trên 34 độ, độ trung bình từ 77-82%. Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh cho cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất là từ 22 cho đến 25 độ, cao nhất dao động từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, độ trung bình 78 đến 83%.
Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối sẽ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ với mức nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 đến 38 độ, độ ẩm trung bình 75 đến 80%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.